Ok, xin chào tất cả mọi người, chào mừng trở lại với cái video mới nhất của Hưng ngày hôm nay. Thì hôm nay là Hưng xin phép và hướng dẫn mọi người về cái cách lái xe số tự động làm sao cho nó an toàn nhất. Đấy, thì Hưng sẽ thực hiện trên chiếc xe Nissan Sunny phiên bản số tự động đang là cái xe lái thử của công ty. Đấy, thì rất là nhiều khách hàng mới có bằng lái xe hay là mới tập lái. Đấy, thì nhiều người vẫn lái xe chưa đúng cái cách của mình. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn mọi người một cách là cụ thể và an toàn nhất để mọi người có thể lái xe an toàn. Ok, bây giờ Hưng sẽ bấm cái xe và hướng dẫn mọi người xem. Khi bước vào xe, đối với một chiếc xe số tự động hay là một chiếc xe số sàn, thì chúng ta phải căn chỉnh cái ghế sao cho nó phù hợp với cái chiều dài của chân của mình. Đây, sao cho nó không được cắn vào đây. Đây, không được cắn vào cái phần dưới tắp lô này. Đấy, chân phải cũng như là chân trái. Đấy, chúng ta sẽ kéo. Đây, như thế này là nó đã cắn rồi. Đúng rồi nha. Đấy, hoặc là như thế này thì nó quá rộng. Đấy, nó quá là dài. Chúng ta với thành ra là chúng ta sẽ với khi chúng ta đặt phanh đập ga. Đấy, nên chúng ta phải căn chỉnh cho nó xong cho nó vừa với cái tầm lái của mình và nó phải vừa gần chạm vào cái phần này, được chưa? Đây, cái việc thứ hai đó là cái độ ngã lưng của cái ghế này. Đấy, bất cứ xe nào cũng như vậy thôi, chúng ta cũng phải có cái độ ngã lưng đây vừa vặn để chúng ta ngồi và cho chúng ta thẳng lưng. Đấy, và các bạn khi mà các bạn để cái tay này vào vô lăng thì cái góc ngay chỗ cái sửa tay này nó không được vuông góc và nó cũng không được gọi là bị tù quá. Đây, nó phải là góc như thế này vừa thôi. Đấy, rơi vào tầm hơn 100 độ một đấy, yeah. Nếu như mà góc vuông thì chúng ta như thế này thì chúng ta rất là thường và chúng ta rất là khó để mà chúng ta di chuyển cái vô lăng. Đấy, đấy. Cái tiếp theo ấy là về cái việc để chân, đó là cái quan trọng nhất. Đấy, thì đối với một chiếc xe số tự động thì chúng ta luôn luôn dùng chỉ một chân thôi các bạn ạ. Đây, đó chính là dùng cái chân phải. Đấy, chúng ta dùng một chân vừa đạp phanh và vừa đạp ga. Đấy, và đặc biệt rằng cái gốc chân của chúng ta không được hở lên khẩu sàn. Đấy, không được hở lên khẩu sàn nha. Đấy, còn khi hở lên khẩu sàn thì chúng ta sẽ không kiểm soát được cái lực đạp vào chân phanh hay là chân ga. Đây, nó sẽ dẫn đến cái vấn đề sau này thì mọi người cũng biết rồi. Đấy, chân trái của chúng ta thì ở mỗi xe nó luôn luôn thiết kế cái phần để chân ở chỗ này. Đấy, thì chúng ta sẽ để vào đây. Đấy, còn chân phải chúng ta thì để ngay vào phần cái bằng đạp ga, đạp phanh. Còn ở cái chân ga là người ta gọi là chết mũi, các bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là chúng ta không được để cái chân nó sang hẳn cái phần chân ga mà chúng ta phải để ở phần chân phanh rồi chân ga là chúng ta chết mũi. Các bạn có thể thấy đây. Đây, bởi vì trong mọi tình huống thì chúng ta luôn luôn phải đặt phanh trước. Đó, tình huống khẩn cấp chẳng hạn. Đấy. Cái tiếp theo khi chúng ta để máy này, đây mình sẽ để máy. Thì đối với xe số tự động chúng ta phải đặt phanh. Đấy, và trước khi để máy thì bạn nên kiểm tra rằng á là cái thân tay của bạn ấy là phải được kéo lên. Đấy, và cái cần số đang ở B thì chắc chắn rồi. Đó. Chúng ta sẽ để lên. Được chưa? Khi chúng ta để lên thì cái chân phanh nó sẽ hạ xuống, nó rất là nhẹ luôn. Đấy. Bước tiếp theo đối với một chiếc xe số tự động là chúng ta phải vào số. Đấy, khi mà bạn đi di chuyển tới nó sẽ vào số, chẳng hạn như Hưng sẽ vào số D. Đấy. Vào số D là số đi. Đấy. Thì số tự động nó chỉ có 4 số, 4 cái số, tức là B, R, N, D. B là đổ, R là lùi, N là số mo, tức là số 0, và D tức là di chuyển, đi tới. Đấy. Sau khi mà chúng ta vào số D rồi, thì việc tiếp theo đó là thả phanh tay. Đấy, thả phanh tay nha. Chúng ta sẽ bóp. Khi các bạn học lái xe rồi, thì chúng ta khi mà nó cứng quá thì chúng ta sẽ bóp và rị ngược lại phía sau một tí. Sau đó nhấn vào và hạ hết cỡ xuống. Đấy. Thì lúc đấy là xe ở trong trạng thái là không còn được giữ phanh. Đấy, chỉ còn phanh chân.
Bước tiếp theo muốn di chuyển, chúng ta sẽ nới lần chân ga ra. Đây, bây giờ Hưng sẽ di chuyển cho mọi người xem. Đây. Chúng ta sẽ nới lần ga ra. Đây, nới ga ra và xe nó sẽ di chuyển với cái ga anti của nó. Khi mà chúng ta muốn tăng tốc thì chúng ta chỉ cần là đây, bỏ chân ga và nhấc mũi sang chân bỏ chân phanh và nhấc mũi sang chân ga thì chúng ta đạp phanh là nó đi, đạp ga là nó sẽ chạy thôi. Ok chưa? Đấy. Như vậy thì đối với việc lái xe số tự động ấy, thì cái quan trọng nhất đối với một người đó chính là về cái việc kiểm soát giữa hai chân, nên là chúng ta phải luôn luôn là lái bằng một chân, đó chính là chân phải của mình. Ở tuyệt đối không được dùng hai chân như thế này, các bạn có thể để ý. Đối với là chị phụ nữ để không được dùng hai chân, một chân trái dùng để đạp ga phanh và một chân phải dùng để đạp ga, thì đây là sai hoàn toàn. Đây, rất là nhiều người đang sai lầm như thế này và dẫn đến rất là nhiều cái vụ tai nạn. Đấy, thì đa phần là do đạp nhanh chân phanh chân ga hoặc là do để chân sai. Ok chưa? Rồi, như vậy thì qua các bài hướng dẫn rồi có thể nói gọi là rất là đơn giản hơn, thì rất là mong mọi người có thể lái xe một cách an toàn hơn và đúng như những gì mà mình đã hướng dẫn. Đấy, chúc mọi người lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.